Tại một số tuyến đường của Anh đã xuất hiện vài khu vực dành riêng cho những người say rượu, thưa quý vị. Cảnh sát sẽ chịu trách nhiệm áp tải những người say vào đây để tránh việc họ đi lang thang và gây rối trên đường phố. Cảnh sát Anh đã quá mệt mỏi với những người say xỉn và gây rối đường phố như thế này. Tại hạt Northamptonshire, cảnh sát đã đề nghị một số công ty tư nhân xây dựng vài khu vực dành riêng cho những người say xỉn để cảnh sát đưa họ vào và để họ ngủ tại đó cho đến khi tỉnh rượu. Dĩ nhiên, sau khi tỉnh táo, họ sẽ phải đóng một số tiền, vừa là tiền phạt, vừa là tiền phải trả cho cảnh sát và người quản lý các khu vực trên. Người dân Anh rất đồng tình với sáng kiến của cảnh sát, đặc biệt đối với những người buôn bán ngoài đường phố, bởi họ luôn phải đau đầu giải quyết các thiệt hại mà các khách hàng say xỉn không mời mà tới gây ra. Mấy người say cứ đi lung tung ở khu vực này, dĩ nhiên là họ không kiểm soát được bản thân mình, không thèm quan tâm xem mình đang phá hỏng cái gì. Tôi hy vọng mọi người sẽ tự kiềm chế mình hơn, khi biết rằng nếu bị say xỉn và quấy rối sẽ bị nhốt trong một cái lồng như vậy. Mặc dù vậy, với các bạn trẻ, họ vẫn xem chuyện bị nhốt lại sau khi say là một trò đùa. Khi mấy sinh viên nghe về vụ bị nhốt, họ còn đố nhau xem hôm nay sau khi tiệc tùng, ai sẽ là người bị nhốt đầu tiên. Theo thống kê từ chính phủ Anh, 1,2 triệu ca nhập viện năm 2012 là do bia rượu. Lạm dụng bia rượu đã trở thành một vấn nạn trong xã hội Anh, gây mất trật tự an ninh và gây hại cho sức khỏe cộng đồng, làm gia tăng số lượng bệnh nhân ung thư gan, đột quỵ và bệnh tim.